Đói rồi thì đi kiếm cái gì ăn đi chứ chờ gì nữa. Mỗi lần mà mama gặp mình là nói đúng một câu đó thôi đó. Làm người ta khoái muốn chết à. Kêu làm gì còn lười chứ kêu ăn thì lẹ lắm. Để coi, sáng nay mình ăn mì Quảng nha. Nói thiệt là ăn mì Quảng vòng vòng Sài Gòn là mỗi chỗ mỗi vị, không có thấy một cái đặc điểm chung nào luôn á. Riết rồi cái mường tượng trong đầu mình món mì Quảng là có cái bánh Quảng nó dẹp dẹp bự bự, có tôm thịt với trứng cút vậy thôi đó. Rồi là chỗ nào nấu vị gì thì ăn vị đó. Nơi thì cái nước lèo nó mặn mặn, chỗ thì nó lại hơi ngọt ngọt. Giống như cái tô sáng nay ăn thì nó có vị mặn mặn thơm thơm. Ngồi nhai cái con tôm béo quá không đủ nhét kẽ răng nên thôi dằn cái bụng để đó tới chiều tậu hai bé tôm này về ăn. Phần mà mình gọi là tôm hùm sốt xin Singapore. Nội mà cái sốt xiên mà chấm với bánh mì thôi ăn cũng đã rồi. Ăn nó ngọt ngọt cay cay cuốn dã man luôn. Xí xí phải dừng lại gấp thôi chứ ăn bánh mì kiểu này no luôn khỏi ăn tôm. Ư là chờ chú tôm bé bỏng của tôi. Đường rộng và dài em không bơi, em bơi vô miệng chuyện chi. Rồi hỏi nhỏ cái này em tập cardio phải không? Sao cái thịt nó chắc dữ vậy bé? Vừa ngọt lại còn vừa chắc nữa. Kiểu này chắc cả thanh xuân của em là ăn ít lean với lại tập gym phải không? Cái body chắc lụi rồi, không có miếng mỡ nào luôn á. Nói giỡn chơi vậy thôi chứ tại vì chỗ này làm hùm tươi mà con của mình đặt lại là hùm bông cớm nữa. Cho nên cái thịt nó rất là ngon mà còn có gạch béo nữa. Nhìn vậy chứ mình cạp có nửa con rồi nồi. Còn lại để tủ lạnh nữa, bữa nay ăn tiếp. Tới tầm 7-8 giờ tối gì đó mình ăn cái bữa tăng cường trước khi đi ngủ. Nghe đồn tối rồi mà còn ăn chè xong đi ngủ á, bao đẹp luôn. Mà ăn cũng có 2 ly chè chứ nhiêu. Một ly á là chè bắp, còn một ly là chè bánh xếp. Cái miếng bánh xếp này ở trong nó nhân đậu xanh giống như chè chuối nước gì đó. Ăn cũng ngon lắm luôn á.